Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Bây giờ đã là cuối năm, không khí Giáng sinh đang lan tỏa khắp muôn nơi. Hôm nay tìm có vinh dự giao piano Artesia Harmony đến với nhà thờ Bình Phước tại quận 6. Nào, lên đường thôi. Bây giờ là giữa trưa, không khí mát mẻ, trong xanh, rất thuận tiện cho xe cộ lưu thông. Tìm đến nhà thờ rồi, nào đi dạo một vòng, ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính phong cách châu Âu của nhà thờ nhé. Bây giờ mình sẽ ngồi đợi cô ca đoàn đến dẫn tim vào. Đây là thánh đường, nơi mọi người đến nghe những bài giảng và dự lễ vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Thầy và cô trưởng ca đoàn đang cười nói với tim rất vui vẻ. Khui thùng và bắt đầu lắp đàn thôi. Với piano harmony, phụ kiện sẽ gồm hai thùng, thùng chân đàn và thùng đàn. Đầu tiên mở thùng đựng chân nhé các bạn. Bên trong sẽ là chân đàn, pedal, sách hướng dẫn lắp chân và đây là thùng đàn. Bộ phận quan trọng nhất của piano harmony, tất cả đều bọc mút cẩn thận để bảo vệ từng bộ phận của piano. Lần lượt sẽ là tấm chắn sâu, giá để sách nguồn và sách hướng dẫn sử dụng đàn. Quà tặng cực kỳ hấp dẫn chính là ghế piano cao cấp. Từng bộ phận của đàn được lấy ra, từng con ốc được lắp chậm chậm kỹ càng từ tấm chắn sâu rồi đến pedal. Mọi thao tác đều được nhân viên làm vô cùng cẩn thận. Thân đàn harmony được bọc ni lông để tránh hư hỏng trong khi vận chuyển và bụi bẩn khi rơi vào phím. Vì sao Artesia Harmony lại là cây piano vinh dự được ca đoàn tại nhà thờ Bình Phước chọn lựa cho những buổi thánh lễ hàng tuần? Tìm hiểu nha. Thiết kế của đàn đầy phong cách với 88 phím, 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn. Bạn có thể chọn chế độ phím như là split chia bằng phím, layer hòa âm trọng tiếng. Đàn còn trang bị đầy đủ chức năng với metronome đếm nhịp, điều chỉnh của reverb chorus tạo âm thanh cho giai điệu, cổng USB MIDI kết nối với máy tính bảng và điện thoại di động dễ dàng. Khi mua đàn tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Vậy là quá trình lắp đàn đã hoàn tất. Nào, mời anh em cùng thưởng thức những giai điệu Giáng sinh đầy ăn lành được biểu diễn bởi thầy cô ca đoàn trên cây piano Artesia Harmony nhé. Buổi giao đàn cho nhà thờ Bình Phước đã hoàn tất tốt đẹp. Đội ngũ Minh Phụng Music chúc khách hàng có một mùa Giáng sinh an lành bên gia đình. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp màu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.